Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký đánh tàu. Cuộc chiến đồi Trông Mu. Tác giả Trông Mu 1978. Tập 4. Lúc này đã ngả về chiều, trời mưa lâm thâm, quần áo ướt bê bết, rét run cầm cập. Cộng với sợ nên nằm trong công sự cầm khẩu AK chở quân Trung Quốc đến, mà hai hàm răng cứ va vào nhau đôm đốp. Tất cả đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu thì vừa hay đúng lúc ấy lại có một trung đội thiếu gần 20 người của trung đoàn 677 sư 346 đến hỗ trợ. Ai chả sướng thật, đúng là lính chính quy có khác, trang bị đầy đủ AK, RPD, RPK, B41, có cả một khẩu đội 12 ly 7. Được tăng cường thêm lực lượng, tinh thần bọn tôi phấn chấn hẳn. Vậy là trên tuyến chốt này đã có 3 lực lượng: quân chính quy, lính địa phương và dân quân xã. Như thế là lực lượng của ta ở tuyến chốt này khá mạnh. Bọn lính Trung Quốc đã bắt đầu lố nhố xuất hiện. Đi đằng trước là mấy chiếc xe lội nước, chắc chúng đã luân chuyển được hết quân sang bên này sông, và giờ thì chúng đang dẫn đường cho bộ binh tiến về hướng cầu. Bây giờ thì ngon ăn rồi. Cùng một lúc, những quầng lửa B41 chùm lên hai chiếc xe đi đầu, bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Theo hướng gió mùa đông bắc phả vào mặt chúng tôi khét lẹt. Các cỡ súng nổ như ngô răng vào bọn lính Trung Quốc. Bị bất ngờ, đội hình chúng rối loạn một lúc, sau đó chúng chỉnh đốn lại được ngay. À, bọn này có vẻ thiện chiến và có kỷ luật đây. Ba chiếc xe còn lại lùi ra xa và bắt đầu hướng nòng pháo nã thẳng vào chốt, gây cho ta rất nhiều bất lợi. Đúng lúc ấy thì khẩu đội 12 ly 7 lên tiếng. Đạn nổ đanh giòn giã bắn thẳng vào chiếc đỗ gần nhất. Bánh lốp của nó bị đạn 12 ly 7 cắm và nổ tung từng mảng. Nhưng cũng báo hại cho quân ta. Bọn Trung Quốc thấy ta có 12 ly 7 nên chúng cũng biết là ta có lực lượng chính quy, chắc chúng gọi pháo bắn. Một lúc sau thì nhìn rõ đạn H-12 ở phía Ngọc Khuê bay tới chiều chiếu, chùm lên trận địa quân ta. Lính ta chùi hết xuống hào và công sự. Hết đợt bắn, bọn bộ binh Trung Quốc lại xông lên, và bọn tôi vẫn bình tĩnh kiên quyết bắn trả, đẩy lùi có đến 5-6 cuộc tấn công của bọn chúng. Xác chúng chết nằm ngổn ngang trên mặt ruộng. Bên ta cũng bị hy sinh và bị thương kha khá. Cứ thế hai bên cầm cự giằng co nhau, chúng không thể chiếm được trận địa của ta mà cũng không thể vượt qua bọn tôi để tiến lên đầu cầu, hòng hỗ trợ cho mũi chính diện đánh chiếm cầu được. Đến gần tối thì chúng thổi kèn thu quân và bọn tôi cũng gần như là hết hơi, mệt lạ. Anh Thanh vẫn đi lại cắt cử thay phiên nhau nghỉ và canh gác để phòng chúng cho thám báo, sơn cước lẻn vào tấn công. Anh nuôi gánh cơm đến, một nồi cơm và một nồi thịt lợn xào còn nóng hôi hổi, một bi đông rượu ngô của bá bản gửi cho. Bọn tôi đói quá, thằng nào cũng bốc lấy bốc để, và lại cũng chẳng có bát đũa. Vừa ăn cơm xong thì nhận được lệnh của đại đội. Tất cả lặng lẽ rút về tuyến sau, lập tuyến phòng thủ mới. Bọn tôi nghe lệnh này chính ra là phải sướng lắm vì thoát được vòng nguy hiểm, nhưng cũng băn khoăn là cả chiều nay mình đánh chặn giữ chốt, giữ cầu khá hiệu quả và lại có thêm lực lượng của E-677 tăng cường. Sao lại phải bỏ chốt rút nhỉ? Quân lệnh như sơn, chúng tôi lặng lẽ rút theo từng nhóm đi về hướng ngọn núi Tà Liêng. Đến gần chân núi thì oang, ung ung. Từ phía cây cầu lung đính, những khối lửa tóe lên. Trong ánh chớp, cây cầu tung lên từng mảng và sập xuống. Đến lúc này bọn tôi mới được biết cấp trên xét thấy lực lượng của ta còn rất ít, đạn dược vũ khí thiếu nghiêm trọng, và hơn nữa là tình hình cuộc chiến không chỉ bó gọn trong khu vực tuyến biên giới mà dã tâm của bọn Trung Quốc là xâm lược nước ta, nên để bảo toàn lực lượng và tập hợp các cánh quân lại để tiếp tục lập chốt ngăn chặn quân Trung Quốc được ngày nào hay ngày ấy, chờ cấp trên đến cứu trợ. Trước hết để chặn đường và gây khó khăn trong việc tiến quân cho đội quân xâm lược Trung Quốc,
ta quyết định phá sập cầu Long Đính. Vậy là chúng tôi, những thằng lính mới tham gia chiến trận đầu tiên trong đời, bằng tinh thần quả cảm, vượt qua bao thử thách về tinh thần, vượt qua bao mất mát đau thương, đã giữ được cây cầu trong vòng 2 ngày, đồng nghĩa với việc chúng tôi cầm chân được một cánh quân xâm lược ở đây 2 ngày. Một khoảng thời gian quý cho sự chuẩn bị của cấp trên trong những ngày tiếp theo đối phó với tình hình diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Quay lại nhìn khu vực cầu lần nữa, chúng tôi bắt đầu leo lên con dốc và đi sâu vào dãy núi Tà Liêng trong đêm tối mịt mùng. Nói là núi Tà Liêng, nhưng thực ra nó là một dãy núi cũng khá trùng điệp và hiểm trở. Điểm bắt đầu dãy núi chính là từ chỗ bọn tôi chốt đánh chặn bọn quân Trung Quốc xâm lược. Nơi đầu cầu Long Đính kéo dài khoảng hơn 10 cây số đến tận thị trấn Trùng Khánh, và vắt qua cạnh nó về hướng bắc là con đường cái trải nhựa chạy ngoằn ngoèo, cũng nối từ cây cầu Long Đính với thị trấn này. Bọn tôi lầm lũi tiến vào dãy núi Tà Liêng. Đi trước là nhóm dân quân, vì họ là dân bản xứ nên thuộc đường đi lối lại vùng này. Tiếp đến là bọn tôi cùng với đám quân của E677. Số quân này đi đứng vẫn mang dáng dấp của lính chính quy, tức là vẫn đi theo đội hình hành quân, không như bọn lính địa phương chúng tôi đi lộn xộn, súng sách nhiều khi mệt quá thì gần như là lôi sền sệt trên đất. Nhiều khi các anh thủ trưởng phải nhắc nhở đoàn quân dò dẫm đi trong đêm. Cũng toàn là đường mòn mà từng ngày dân bản vẫn đi để lấy củi, trồng hái. Đến một chỗ địa hình khá bằng phẳng thì tất cả dừng lại nghỉ để mấy anh dân quân đi trước xác định hướng. Vừa ngồi nghỉ được một lát thì bỗng thấy lục cục, lao xào, lục cục. Mấy viên đá lăn từ trên xuống suýt văng phải mấy thằng ngồi bìa núi. Bỏ mẹ, thám báo Trung Quốc à? Mọi người không ai bảo ai đều tản ra và tất cả đều hướng súng về phía ấy, chờ lệnh. Phía trên lưng chừng ấy đúng là có người, có tiếng lạo xạo của đá và rào rạt của cây. Bọn tôi đang căng thẳng theo dõi và sẵn sàng nhả đạn thì ba anh dân quân trở về và được anh đôi cho biết tình hình. Nghe thế một anh reo lên vui vẻ: dân làng ta đấy, chắc trên ấy có hang. Rồi anh ta nhanh nhẹn leo lên lưng chừng núi và cất tiếng hú. Tiếng hú nghe vừa phải nhưng âm vang rất rõ. Trên đấy có tiếng hú lại trả lời. Bọn tôi thở phào, thì ra là dân bản ở các bản Chi Choi, Lộc Cự, Giảng Gà, Đồng Luông khi chiến tranh xảy ra đã kéo nhau chạy giặc vào trong dãy núi này. Được một lúc thì có tiếng người chạy xuống, họ nói gì với mấy anh dân quân bằng tiếng thổ, đại ý là trên ấy có khoảng gần 10 hộ gia đình ở trong một cái hang. Chạy vào đây ngay từ hôm đầu tiên Trung Quốc nổ súng tiến vào đất ta. Thấy bộ đội tiến quân vào đây, họ tưởng Trung Quốc đến, sợ quá. Lúc ấy ai cũng đã mệt nhoài bởi vì cả ngày chiến đấu gần như không nghỉ, nên anh đôi lệnh cho anh em nghỉ tại chỗ và hỏi xem trên hang còn rộng không. Dân nói là hang tuy hẹp nhưng khá sâu nên bộ đội có thể vào nghỉ cùng dân được. Thế là anh đôi cắt cử anh em thay nhau lên hang để nghỉ. Một số còn khỏe thì tổ chức đào công sự và giao thông hào, lập chốt giữ xung quanh hang. Cả đêm thay phiên nhau, người ngủ người đào, và có lẽ đến quá nửa đêm thì hoàn thiện được tuyến chốt. Anh Nhật cử 3 thằng B4 và 2 dân quân thay nhau canh gác chốt, còn lại tất cả được ngủ. Thôi thì cứ để cả quần áo, quân trang, vũ khí nằm vật ra chỗ nào vừa với người mình trên mặt hang thì ngủ ngay. Tôi cũng đánh một giấc ngon lành sau khi cùng thằng Chắc và bọn thằng Hon, thằng Máu kéo chung nhau một điếu thuốc cuộn sâu kèn to bằng ngón chân cái. Tờ mờ sáng, anh Nhật, anh đôi đã đến từng thằng đánh thức mọi người dậy. Tuy vẫn còn mệt và buồn ngủ, nếu như ngày thường thì có lẽ mặc kệ thủ trưởng gọi thì gọi, kể cả kỷ luật cũng ngủ. Nhưng lúc này thì khác, bọn tôi choàng ngay dậy và đã thấy gần như cả hang đã thức giấc. Dân bản người già, người lớn đã dậy và túm tụm lại nói chuyện.
bọn tôi chẳng hiểu gì. Mấy bá bản đang nổi lửa nấu cháo để mọi người kin lèng, tức là ăn sáng. Lúc này đã nhìn thấy mọi thứ trong hang, dân bản chắc cũng đã đủ thời gian nên đem được khá nhiều đồ dùng lên hang này. Chăn màn, nồi niêu, gạo, ngô khá nhiều. Ăn sáng xong, anh Đôi, anh Thanh tập trung tất cả anh em lại để kiểm đếm quân số và phổ biến tình hình. Quân số sau 2 ngày chiến đấu còn hơn 50 người, vũ khí đầy đủ, đạn vẫn trong tình trạng thiếu. Anh Thanh phổ biến tình hình và đến lúc đó bọn tôi mới được biết quân Trung Quốc đã đồng loạt nổ súng vào quân ta trên toàn tuyến 6 tỉnh biên giới. Anh cũng nói vì ta bị bất ngờ nên 2 ngày qua quân ta bị tổn thất rất nhiều. Các thị trấn Thông Nông, Trà Lĩnh, Đông Khê đã bị mất vào tay giặc. Ở tiểu đoàn ta và các đại đội chốt ở các xã Ngọc Khuê, Đình Phong, Đàm Thủy đều bị thương vong quá nửa. Thương binh liệt sĩ đều bị chúng giết hại và giày xéo. Và anh động viên tinh thần chúng tôi: vì danh dự người lính bảo vệ biên cương của Tổ quốc Việt Nam, còn người còn đánh, đánh đến hơi thở cuối cùng. Phân công ai vào vị trí ấy, tôi và thằng Máu, thằng Kiệt, thằng Hon được anh Đôi, anh Thanh phân công cùng nhau bảo vệ hai anh đi ra ngoài biển núi Tả Liêng trinh sát tình hình quân địch ra sao. Lúc này đã sáng hẳn, chừng hơn 7 giờ, 6 anh em nai nịt gọn gàng, súng ống đầy đủ, đạn đủ cơ số, nối hàng đi ngược ra con đường mòn tối hôm qua. Trời vẫn gió và mưa phùn lạnh giá. Đến gần đầu núi thì anh Thanh ra hiệu dừng lại. Từ chỗ này chúng tôi nhìn được rất rõ, bao quát cả một vùng khá rộng. Cây cầu đã sập hẳn xuống sông, bên kia cầu lính Trung Quốc lố nhố đi lại. Bên này sông cũng có rất nhiều lính Trung Quốc. Chúng đang tập trung, hình như chuẩn bị làm cầu phao bắc qua sông Quây Sơn, chỗ trên cây cầu đã bị ta đánh sập. Và đúng như dự đoán của chúng tôi, chúng nó bắc cầu phao thật. Từ phía xa, hướng từ Ngọc Khuê về, đã thấy mấy chiếc xe kéo theo thuyền và phao. Anh Đôi bảo phải đánh du kích, phá hoại, không để chúng dễ dàng làm cầu được. Anh Thanh nói có lẽ phải đánh vào buổi tối. Chúng tôi quay về và hai anh lệnh: anh em nghỉ cả ngày lấy sức, tối sẽ nhận nhiệm vụ. Thằng Chắc và thêm 4 thằng nữa theo mấy anh dân quân vượt rừng núi về huyện đội xin tiếp viện đạn và xin thêm hỏa lực mạnh. Giữa trưa đang ăn cơm thì thằng lính gác chạy vào báo có một toán quân ta do một anh sĩ quan đeo quân hàm đại úy kéo đến và muốn gặp chỉ huy cao nhất ở đây. Anh Đôi chạy ra thì nhận ngay ra anh Hòa, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn chủ lực của huyện Trùng Khánh, tức là thủ trưởng của bọn tôi. Anh Hòa nói anh cùng các đại đội hỏa lực của tiểu đoàn lên hỗ trợ C5 ở hướng Đàm Thủy bị quân Trung Quốc đánh vỡ trận, chạy mỗi người một ngả. Riêng anh dẫn được một số lính chạy về đến cầu Long Đính thì thấy cầu đã sập, phải vượt sông bằng bè mảng của dân bản sang đến bản Tà Luông, gặp mấy anh dân quân cho biết bọn tôi ở đây nên kéo đến nhập bọn. Vũ khí chỉ còn súng bộ binh, các hỏa lực như 12 ly 7, cối, đại liên đều bị quân Trung Quốc chiếm được sau khi bắn hết đạn hoặc không kịp bắn mà quân Trung Quốc đã ồ ạt tràn vào chốt. Nhìn anh Hòa mặt mày nhợt nhạt, quần áo tả tơi cùng với toán lính cũng chẳng kém, cũng đủ thấy tình hình cuộc chiến ác liệt đến mức nào. Theo anh còn có một tổ thông tin hai oát mải chạy nên bây giờ anh Hòa mới bắt đầu lệnh cho tổ này liên lạc với tiểu đoàn bộ đóng ở huyện. Loay hoay mãi thì cũng liên lạc được với tiểu đoàn. Nghe mấy tay nói chuyện với nhau, bọn tôi biết là tiểu đoàn đã cho bọn thằng Chắc và một trung đội dân quân tiếp tế khiêng súng cối 82, 12 ly 7, đại liên và đạn đến cho đơn vị. Và lúc này đang trên đường từ hang Nàng Ngườm, nơi để kho vũ khí, đạn dược của huyện đội, về đây. Tiểu đoàn lệnh cho các đơn vị tập hợp các nhóm quân đang tản mát, chạy ở trong rừng lại, lập chốt chặn đánh quân Trung Quốc bằng mọi giá. Bọn tôi tranh thủ nấu cơm tiếp cho đoàn quân của anh Hòa ăn. Việc nấu cơm đơn giản
Vì sẵn có nồi niêu của dân, kỳ toán quân của anh Hòa vừa ăn xong thì đoàn quân tiếp viện cũng về đến nơi. Lúc này quân số đông, nhộn nhịp như một đơn vị lớn, mà ước chừng chắc cũng được gần đại đội, kể cả dân quân. Anh Hòa cùng các anh đôi, anh Thanh, anh Nhật bắt đầu biên chế lại thành 3 tốc quân. Mỗi tốc quân số cũng trên dưới 20 người, trang bị đều có hỏa lực đi kèm. Tôi và thằng Chắc ở tốp do anh Nhật chỉ huy và được phân công đánh chặn, quấy nhiễu bọn đang làm cầu phao. Tốp do anh Đôi chỉ huy đi về hướng Bắc, ra sát con đường cái chạy về huyện, lập chốt chặn đánh cản đường chúng thọc ra thị trấn. Tốp còn lại do anh Thanh chỉ huy là tốp hỗ trợ cho cả hai hướng trên. Nhận lệnh là chúng tôi xuất phát ngay. Khi ra đến chỗ đầu núi, nơi sáng nay tôi cùng các anh trinh sát quan sát, thấy chúng đang chuẩn bị bắc cầu phao, anh Nhật cho dừng lại và bắt đầu bố trí trận địa. Dưới kia, bọn Trung Quốc đã vừa làm xong cầu phao và từng toán lính, xe tải quân sự của chúng đang nối đuôi nhau bắt đầu qua cầu kéo quân nóng ra thị trấn Trùng Khánh. Từ chỗ chúng tôi đến chỗ chúng đường chim bay chắc cũng chỉ tầm 200-300 mét là cùng. Khoảng cách này có thể vừa đủ tầm cho khẩu đội cối 82 xạ kích. Anh Nhật phổ biến tình hình và động viên chúng tôi, đại ý hãy chiến đấu cho xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân và của đất nước. Chắc chắn khi ta phát hỏa, bọn chúng sẽ tấn công vào trận địa ta. Tinh thần của ta là đánh tiêu hao lực lượng địch và cản làm chậm tiến độ hành quân của chúng. Vì vậy chúng ta không cần giữ chốt bằng mọi giá, mà tùy tình hình có thể rút lui bảo toàn lực lượng. Khi khẩu đội cối đã lấy xong tầm bắn và các hỏa lực khác như khẩu 12 ly 7 và khẩu đại liên cũng như 3 khẩu B41, các vị trí bộ binh AK và RPD cũng đã sẵn sàng. Anh Nhật hô khẽ và phất tay ra lệnh. Bắn! Ái chà, tiếng nổ đầu nòng của cối 82 to và đanh, băng, và ở bên kia là oanh. Quả đạn không trúng mục tiêu là chiếc cầu phao mà cắm xuống bụi cây ven sông cách chiếc cầu khoảng 15 mét. Bọn Trung Quốc không bị thiệt hại gì. Quả thứ hai đã chuẩn hơn, rơi ngay đầu cầu, xác bọn Trung Quốc tung lên. Có thằng bị hất cả xuống sông, liên tiếp cối tan nã vào bọn Trung Quốc. Nhưng cũng lạ là không quả nào trúng cầu. Lúc này bọn Trung Quốc đang rối loạn đội hình. Chúng tỏa ra, nằm rạp cả xuống ruộng, hò hét chỉ trỏ và gọi pháo phản lại cối ta. Cũng chỉ chừng 5-7 phút là đã nghe tiếng nổ đầu nòng cối và pháo của chúng. Chỉ cần hai loạt đạn đầu đến loạt thứ ba là chúng tôi không thể ngóc đầu lên được nữa. Bọn Trung Quốc này bắn khá thật. Chúng bắn liên tục, đến khoảng hơn chục phút thì dừng bắn. Nhìn xung quanh trận địa, cây cối bị phạt ngã ngổn ngang, các mỏm đá, đạn phá từng mảng trắng toát. Tuy nhiên phía ta do đã chuẩn bị trận địa khá tốt nên không có thương vong nào. Bên Trung Quốc vừa ngừng bắn và dưới kia bọn bộ binh Trung Quốc ùn ùn đi tiếp, thì cối ta lại tiếp tục phát hỏa, giã vào đội hình chúng. Lần này ngoài những quả rơi vào bọn bộ binh, có một quả rơi sát mép cầu phao làm đứt tung mấy sợi dây cáp. Chiếc cầu như có vẻ siêu vẹo đi. Đúng lúc ấy thì pháo địch lại bắn vào trận địa ta và bọn bộ binh bắt đầu thổi kèn tiến lên đánh vào bọn tôi. Nghe tiếng kèn, chúng tôi biết là bọn bộ binh đang tiến lên núi nơi chúng tôi chốt giữ. Chỉ chờ chúng dứt pháo là bọn tôi sẽ nhô lên chiến đấu ngay. Ước chừng bọn chúng phải mất 10-15 phút thì mới vận động được đến. Ý như rằng sau thời gian ấy pháo địch dứt thì đã nghe tiếng hô xung phong của bọn bộ binh ào ạt tiến lên núi. Cách chừng 50 mét, quân ta nổ súng tiêu diệt bọn đi đầu. Trước tiên là hỏa lực 12 ly 7 và đại liên nhả đạn. Bọn chạy đầu ngã khựng lại và đổ vật xuống kêu ông ổng. Thấy quân ta dùng hỏa lực mạnh, bọn lính không dám chạy lên mà có nhiều thằng nằm rạp xuống hoặc tìm chỗ nấp sau các hốc đá. Phía sau chúng dưới chỗ ruộng chắc là có bọn chỉ huy hò hét và thổi kèn thúc bọn lính. Nghe thấy tiếng kèn, bọn lính lại xông lên, hết đợt này đến đợt khác.
cũng phải công nhận tinh thần chiến đấu quả cảm của bọn lính Trung Quốc. Lúc này bọn Trung Quốc đã điều đến mấy khẩu đội cối 60 và triển khai ngay bắn vào công sự ta. Phải nói là bọn cối này bắn khá thiên nghệ, ngay từ loạt đầu đã gây cho ta một tổn thất, một ụ đại liên, hai thằng ta bị tử nạn ngay tại chỗ. Anh Nhật hét lên: B-41 vòng qua cây nghiến tiêu diệt bọn cối. Vì chúng tôi ở địa thế cao hơn nên có thể quan sát rất rõ chỗ bọn này ẩn nấp sau mấy tảng đá, nhìn rõ nòng cối ngắn tí thỏ thụt mà không tài nào bắn chúng. Thằng chắc liên tiếp nhả đạn RPD vào chỗ đấy, nhưng chỉ thấy đạn găm vào đá tóe ra từng mảng. Trong khi tay xạ thủ B-41 đang di chuyển về phía cây nghiến thì anh Nhật hô thằng chắc bắn thật sát để bọn này không nhô lên được. Thằng chắc gần như ghi chặt lấy báng khẩu SRPD và bóp cò, đạn chiêu chiếu tóe khói xung quanh bọn cối Trung Quốc. Phía dưới kia, cho bọn chỉ huy Trung Quốc hình như cũng có thằng đã quan sát được B-41 của ta đang vận động để tiêu diệt chúng, nên hỏa lực của chúng tập trung bắn rát rạt cản đường vận động của tay B-41. Ở trên này, anh Nhật lại hô: 12 ly 7 tập trung bắn vào bọn ở dưới ruộng. Thế là hỏa lực của đôi bên cứ thế nã đạn kiềm chế lẫn nhau. Như lúc nãy tôi nói là ta ở thế cao hơn nên giành được nhiều thuận lợi. Bọn dưới ruộng la hét nhí nhố gì đó. Bọn lính tuy bị ta bắn kiềm chế nhưng nhiều thằng vẫn đứng thẳng dậy lia đạn về tay B-41 của ta, mặc cho đạn 12 ly 7 cứ hạ gục hết thằng này đến thằng khác. Ở trên này bọn tôi ai cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao chúng lại liều mạng như vậy. Tay B-41 đã đến được vị trí cây nghiến ở sườn đồi trách về phía bản Tà Liêng. Cây nghiến khá to, có lẽ chỗ đó có nơi ẩn nấp khá chắc chắn về hướng quân địch, nên thấy tay B-41 có vẻ thoải mái ngắm bắn. Nhìn thấy tay này chiếm được chỗ cây nghiến, biết là sẽ bị thiêu cháy nên bọn xạ thủ cối Trung Quốc chạy túa ra. Nhưng không kịp, quang lửa màu da cam đã trùm lên chúng. Hai khẩu cối cá nhân văng tung ra ruộng để cối văng ngược lên trồng gọng trước chiến hào của bọn tôi. Cũng lúc đó thì bọn ở cụm chỉ huy của bọn Trung Quốc cũng thấy chạy nháo nhác ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nhưng cũng như số phận của bọn lính, nhiều thằng gần như bị hất tung lên và đổ vật xuống cháy xém. Lại thấy quần lửa trùm lên cụm hỏa lực đại liên của chúng ở sau một hòn đá khác. Trong một khoảng thời gian chưa đến vài phút mà ba cụm hỏa lực của Trung Quốc bị tay B-41 tiêu diệt gọn. Lúc này bọn Trung Quốc gần như là rắn mất đầu, chạy bán sống bán chết về phía cầu Phao, nơi đại bản doanh của chúng. Bọn tôi còn đang ngỡ ngàng về chiến thắng nhanh không tưởng tượng nổi thì tay B-41 nhăn nhở cười trên khuôn mặt đen nhèm vì khói thuốc, chạy như đứa trẻ được về nhà. Vừa chạy, hắn ta vừa hô như Hồng Quân Liên Xô: "Hua ra, hua ra!" Anh Nhật như vồ lấy nó mà ôm. Bọn tôi cũng gần như vây quanh nghe nó nói. Thì ra cái điều mà ban nãy chúng tôi không hiểu là có nguyên nhân của nó. Nhiều khi trên chiến trường có những địa thế rất hiểm mà từ đó có thể khống chế được toàn bộ một khu vực. Chỗ cành nghiến ấy là một nơi như thế. Em vừa vận động được đến chỗ đấy thì anh biết không, toàn bộ bọn Trung Quốc đều gần như là phơi lưng cho em bắn. Tiếc là em chỉ đem theo 3 quả đạn, nếu có nữa thì đố chúng nó thoát. Thảo nào nhận ra được thế hiểm của cây nghiến đối với thế trận của bọn chúng, nên bọn chỉ huy Trung Quốc la hét rầm rĩ và ra lệnh cho quân nó tập trung bắn vào tay B-41. Thậm chí thúc lính đứng hẳn dậy mà bắn nhằm tiêu diệt mối hiểm họa này. Nhưng nhờ trời là tay B-41 đã đến được chỗ đó, nếu không thì chưa biết lúc này chúng tôi sẽ ra sao. Cả bọn bắt đầu nịnh đều trêu anh Nhật: "Anh đúng là một nhà quân sự đại tài." Anh Nhật thật thà: "Lúc ấy tao nghĩ là chỗ ấy sẽ nhìn rõ bọn cối và dễ phụt hơn, chứ có biết được nhiều ưu thế đâu." Cả bọn được trận cười nắc nẻ, khoái trá. Thằng Máu đem ra một bọc thuốc lá sợi xin được của dân bản tối qua, nhét ở đáy bao xe
trông như quả lựu đạn. Cả bọn nhâu nhâu chìa tay vấn thuốc, phả khói ngào ngạt. Đúng là lần đầu tiên trên đời hút một điếu thuốc ngon như vậy. Thằng nào cũng khen ngon. Ngon thì có ngon, nhưng anh phê bình chú Máu, bao xe là để lựu đạn chứ không phải để thuốc. Hết đạn thì lấy thuốc lá mời bọn Trung Quốc à? Anh Nhật nói mà ánh mắt nhìn bọn tôi rất dịu dàng và tin tưởng. Các bác ạ, lúc đó thực sự bọn tôi cảm động. Tình đồng chí đồng đội, tình anh em, tình tù trưởng như trào dâng và gắn kết trong từng thằng bọn tôi. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà thằng nào chắc cũng thầm tự hứa với mình và với đồng đội sống chết có nhau, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Lúc này trời đã ngả về cuối chiều, bầu trời vẫn âm u, sầm sậm tối. Bọn Trung Quốc vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Phía đường cái, chúng vẫn ùn ùn kéo quân đi về hướng thị trấn. Có lẽ chúng biết là ta không thể tiến ra tận đường cái này được, vì ở đấy địa thế bằng phẳng. Ta có tiến ra thì chúng sẽ dễ dàng lấy biển người, nghiến nát ngay. Nhìn chúng kéo quân đi không ngớt, bọn tôi băn khoăn, không biết là trên đường từ đây ra đến thị trấn Trùng Khánh, chúng có bị chốt nào của ta chặn lại không? Cả buổi chiều choảng nhau, nên giờ đây đã thấm mệt và đói. Và lại Trung Quốc chắc cũng không dám tiến về ta nữa. Anh Nhật phân công anh em tiếp tục cảnh giới và cùng một số anh em khác băng bó cho thương binh, đào hố, chôn cất liệt sĩ. Anh dở sổ ghi chép rất tỉ mỉ và cẩn thận. Trận này ta đại thắng, xác quân Trung Quốc la liệt sau những hốc đá. Trên khắp bờ ruộng, bọn chúng chạy bỏ cả xác đồng đội, cả những thằng bị thương còn động đậy, chúng cũng mặc kệ. Có lẽ chúng sẽ ra lượm xác và cứu bọn bị thương khi thấy tà rút. Trận này bọn tôi mất 5 thằng, một dân quân bị thương nặng, cụt mất một tay vì mảnh cối. 4 bị thương nhẹ, một cầu đại liên bị cối, làm cho méo mó không sử dụng được. 2 AK bị hỏng. Anh Nhật hô anh em tập trung mặc niệm trước 5 ngôi mộ của liệt sĩ và dìu cõng thương binh rút quân về đại bản doanh là cái hang đá. Về đến nơi, trời đã tối hẳn. Khi biết tin bọn tôi về, anh Hòa ra tận chốt gác đón, bắt tay từng người một. Chắc là anh cũng đã biết trận đại thắng của bọn tôi rồi. Cơm đã được mấy tay hậu cần và dân quân nữ chuẩn bị sẵn. Bọn tôi sáng ngay và đánh chén. Vì vẫn còn cảm giác thắng trận nên thằng nào cũng vừa nhai nhôm nhoàm, vừa kể lại những chi tiết trận đánh, cứ như mình là anh hùng nhất. Mấy tay hậu cần và mấy em dân quân cứ há hốc mồm nghe. Thật là một bữa cơm ngon và vui nhất kể từ ngày chiến tranh xảy ra. Được một lúc thì cánh quân của anh Đôi cũng kéo về. Không như bọn tôi, nhìn dáng đi ủ rũ của anh Đôi và anh em hướng đấy, bọn tôi không còn cười được nữa. Cả bọn im lặng vì biết chắc rằng quân ta bị thiệt hại nặng nề. Anh Hòa đến bên anh Đôi hỏi han và động viên. Không thấy anh nói gì, chỉ thấy anh ngồi gục đầu và hai vai cứ nấc lên từng hồi. Kính thưa các bác, chuyện của nhà em còn dài lắm. Bọn em còn choảng nhau với chúng nó đến tận ngày bọn Trung Quốc rút về nước. Trận cuối cùng ta đánh chúng một trận tơi bời khói lửa trên đèo Khao Liêu khi chúng rút quân về nước qua con đường này. Vì ở nhà quê hoàn cảnh khó khăn, bận bịu và lại việc nhớ lại những sự việc xảy ra cách đây 33 năm, viết lên mạng cũng không dễ gì. Bu nhà em cứ cắm cẳn mỗi khi em cầm cùi viết ra giấy đến tận khuya, tối hôm sau lại mang cho thằng cháu nó xử lý. Đang vào vụ mùa nhiều việc quá, thôi em xin phép các bác cho em được dừng ở đây. Khi nào nông nhàn em lại tiếp tục hầu chuyện các bác. Những gì em nhớ lại và viết ra đây, nếu có gì không phải, mong các bác bỏ qua nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.